lúc là em cũng buồn lắm. Nói chung là em rất là buồn, cái bắt đầu em trở thành bad boy. Bad boy dưới Cần Thơ luôn. Thì em cũng có đi tập gym, em cũng có tiêm hormone cải thiện hơn mỗi ngày á, là mình sẽ men hơn, mình sẽ đẹp trai hơn. Nhưng mà trong thời gian mà em tiêm hormone á, em bị tụt huyết áp. Em đã từng xỉu ngoài đường 3 lần. Em hay khom người á, tại hồi lúc trước thì em hay kiểu em không có tự tin á, em thấy vòng ngọc mọi em hơi bự so với tất cả mọi người, nên là em hơi khom người xuống. Em mới biết là bạn đó lai Pháp thì anh biết rồi đó. Dạ đúng rồi, xinh kinh khủng luôn. Nói quen chơi nhưng mà quen được 6 năm nha. Em dạ. Chơi dài quá. Dạ. Em chào anh Minh Tân. Chào em. Dạ, chị Long Kiến Chi. Em giới thiệu donate là bản thân em nha. Dạ, em tên là Gia Minh, từ Quách Gia Minh. Em ở Cần Thơ, em sinh năm 99. Bây giờ Minh đang học hay làm gì? Tại em đang làm KOL, TikToker. Em hơi run một chút xíu. Không sao. Cái bình thường đi cưng. Nhưng mà cho anh xin phép hỏi, nếu không phải thì thôi nhá. Em là gay hả? Em là trans guy. Em là trans guy chứ không phải là gay. Dạ, em là chuyển giới nam hả? Dạ đúng rồi. Sao em thành công dữ vậy mình? Nhìn không thể nào biết được. Có ai bị nhầm với anh chưa? Dạ, rất có nhiều. Rất là nhiều. Dạ. Tức là mẹ em còn nhầm. Hả? Mẹ em còn nhầm là thằng này thằng kia. Em kiểu em bất ngờ á. Một phần là ba mẹ em cũng chưa có chấp nhận em lắm. Về câu chuyện tuổi thơ của mình. Lúc mà em còn nhỏ, còn học lớp lá. Dạ, lớp lá. Thì đó em nghĩ là em là con trai. Em không có nghĩ là em là con gái hay gì hết. Tại em cũng chưa nhận thức được là mình là cái gì. Thì đó em có thích một bạn ở... Thích bạn nữ? Dạ đúng. Em có thích một bạn đối diện với lại nhà của em. Em cũng nghĩ là một đứa con trai thích đứa con gái là chuyện bình thường. Nhưng mà em cũng không nói gì với ai. Tại em sợ mẹ đánh á. Có một lần thì cậu em có bảo với em là mày thử mày ra ngoài đường mày đứng tè thử đi. Cái em cũng nghĩ mình là con trai mà mắc gì mình sợ đúng không. Thì em ra ngoài em tè thử thì nhiều người ta cười em lắm. Sau này thì em học lên lớp 1, lớp 2 thì em mới phát hiện ra là em là đứa con gái. Sau này thì em chuyển trường. Thì em chuyển trường năm lớp 3 em chuyển tới một cái trường tư. Em bị cô lập, mọi người nói em là high five. Mà làm sao mọi người nhận ra được? Lúc đấy em mặc đồng phục như các bạn mà. Em hơi nam tính hơn. Vậy là mặc đồ con trai mà hả? Dạ đúng rồi, em mặc đồ con trai không à. Tại vì lúc trước em có nói với mẹ là con thích với cái đồ con trai cho nó thể khoắn. Thì mẹ có thể mua cho con bận hay như thế nào không? Thì cái lúc đó thì em đã giống con trai rồi. Nhưng mà giống như les vậy đó. Lúc đó em nghĩ em là les, chứ em không có nghĩ là trans guy hay như thế nào đó. Tại nó chưa phổ biến ở dưới quê của em. Lúc đó em bị kỳ thị rất là nhiều. Trong lớp đó, mấy bạn nam á là chọc ghẹo em tới mức mà em nghĩ em phải đi hay như thế nào đó. Chọc ghẹo em sao cơ? Dạ chẳng hạn như là mọi người hay nói em là high five, hay nói em là BD. Tại sao mày là con gái, mày lại thích con gái, mày biến thái quá vậy, kiểu vậy đó. Chọc ghẹo em rất là ghê luôn, tới nỗi mà em có ác cảm với con trai luôn. Tới năm em học lớp 8 thì em bắt đầu em dùng lên. Tại vì em chịu hết nổi rồi, cho nên là em bắt đầu em phá cách, em dùng lên, em come out với tất cả mọi người. Những người xung quanh, gia đình, ông bà, cha mẹ đều come out hết. Trong dòng họ cũng có một số người gọi là LGBT trong cộng đồng luôn. Nhưng mà người ta không có dám come out cho gia đình biết. Chỉ có mình anh em là đứng lên để come out thôi. Và gia đình em phản ứng như thế nào mình? Ba mẹ em thì hơi sốc. Nhất là ba em. Mẹ em thì bị em dụ. Mẹ em thường để tóc tém á, gọi là tóc cao bồi tém á. Thì mẹ em hay để tóc đó. Thì em một hôm thì em có nói với mẹ em là mẹ có thể nào dắt con đi cắt tóc giống mẹ được không? Thấy đẹp quá là cái kiểu. Xong cái mẹ em cũng kiểu ok cắt nhưng mà có hối hận kia. Em nói không, đi cắt liền. Mẹ em cũng dắt em đi cắt. Cỡ 1 tháng sau em đợi tới 1 tháng sau luôn. Em mới dụ mẹ là mẹ cắt tóc ngắn hơn nữa. Giống như mẹ vậy đó nhưng mà hơi tém tém lên xíu. Kiểu qua lỗ tai xíu. Mẹ em cũng kiểu hơi nghi nghi nhưng mà hơi kệ chiều con. Cũng đi cắt xong cái tới chừng lúc đó mẹ không có đi được. Cho nên là em đi. Thì em kêu canh cắt tóc là cắt hai bên cho em luôn. Tại lúc đó là em đã come out với gia đình. Rồi khi em đem cái tóc đấy về thì gia đình có nói gì không? Mẹ em kiểu sao mày cắt kiểu giống con trai quá vậy. Em thì em cũng nói là thì tại cắt cho nó mát vậy đó. Qua ngày hôm sau bắt đầu em nói là thật ra là từ nhỏ con đã thích con gái rồi. Ba mẹ em thì kiểu chửi em á. Thì ở dưới miền Tây mà anh hơi chửi hơi nặng xíu. Với lại cũng kiểu thương con quá, đâu có muốn con mình vậy, cho nên là hơi bị sốc. Tới nỗi mà em bị tâm lý á. Là trong vòng 3 năm á, là em cũng có bỏ đi nhưng mà em cũng quay về. Hết tiền hay sao em? Dạ. Dạ cũng có thể.
Tại tuổi trẻ mà. Đấy là lý do rất chung chung của mọi người. Dạ, chúng đúng. Ta sẽ hết tiền và sẽ quay về. Dạ không có cơm ăn luôn. Đến khi nào Gia Minh mới nhận ra là mình không phải là Les mà mình là Trans Sky? Một hôm thì em cũng có coi Facebook với lại coi YouTube của một cái anh đó tên là Bill Lê. Thì anh đó khá là nổi tiếng ở bên Mỹ. Thì em mới nhận thức được là mình là người chuyển giới. Em cũng có động lực với anh. Mỗi lần em coi anh đó là em có động lực để mà em cải thiện hơn mỗi ngày á. Là mình sẽ men hơn, mình sẽ đẹp trai hơn. Thì em cũng có đi tập gym, em cũng có tiêm hormone. Nhưng mà trong thời gian mà em tiêm hormone á, em bị tụ huyết áp. Dạ, em đã từng xỉu ngoài đường 3 lần. Ai là người phát hiện và đưa em đi cứu? Mấy cô chú ở xung quanh. Dạ, ba mẹ em không biết. Tại vì em không dám nói. Ba mẹ em vẫn tới giờ này vẫn chưa biết là em tiêm hormone. Đến bây giờ? Dạ đúng. Cho anh hỏi Gia Minh này, tại vì anh có một vài người bạn. Lúc đấy anh còn bé, anh không biết đó là rắc rối của họ. Dạ. Nhưng khi lớn lên anh thấy nó rắc rối thật là khi em bắt đầu dậy thì và cái vòng 1 của mình bắt đầu phát triển. Dạ. Đúng không? Mình dạ, có băn khoăn về nó phải không? Dạ, dạ. Em xử lý nó như thế nào? Tới giờ em vẫn chưa cắt nó. Mà mình nịt đúng không em? Em có nịt không? Dạ có. Tại vì anh có đọc thử những cái tài liệu thì người ta nói cái việc nịt đó nó khá là không an toàn. Dạ, em cũng có suy nghĩ tới việc là sẽ phẫu thuật nó trong thời gian sắp tới. Tại vì em cũng đang để dành tiền làm hai option. Thứ nhất là cắt ngực, cái thứ hai là phục vụ cho việc TikTok. Em cái ngực phát triển như vậy đó, cái vòng 1 đó, thì em có thoải mái không? Quay lại, anh cảm thấy mọi người thường đi đứng không có thoải mái với nó, cố giấu nó đi như thế này, là thu cái người của mình lại này. Em hay khom người á, tại hồi lúc trước thì em hay kiểu em không có tự tin á, tại em thấy vòng ngọc mọi em hơi bự so với tất cả mọi người, nên là lại hơi khom người xuống. Nhưng mà thật sự thì bây giờ em cũng đỡ chút xíu, là nó giống như là nó nhỏ lại bớt á. Cái việc tiêm hormone của Gia Minh và cái ý định chuyển giới, bố mẹ chưa biết? Dạ đúng. Em chưa hỏi qua bố mẹ? Không phải là không hỏi, mà là mỗi lần em nhắc tới thì ba mẹ em cũng như là thôi không muốn nghe, không muốn biết tới, kiểu vậy đó. Không có làm gì con làm. Nhưng mà con sẽ phải tự chịu trách nhiệm với những điều đó. Dạ đúng rồi. Có lý do gì làm cho em phải come out với gia đình? Em muốn sống thật với bản thân mình. Em không có muốn giả tạo, phải diễn cái này diễn cái kia. Trong gia đình của Gia Minh có bao nhiêu anh chị em? Em có hai người anh với lại em. Là em là người út, có hai người anh. Hai anh đó có ý kiến gì với em không? Anh ba em thì khá là trung lập. Thì đôi khi thì cũng ủng hộ em là một đứa con trai được thụ luôn. Còn anh hai thì kiểu hơi lo xa, cho nên là đôi khi là anh hai em rất là nghĩ là nếu mà làm lại được con gái á, thì mày sẽ sau này mày muốn làm cái gì cũng được, mày sẽ có tiền hơn, tiến xa hơn, rồi cái kiểu thì đi làm cũng sẽ dễ hơn. Anh hai em nghĩ vậy đó, cho nên là đôi khi cũng muốn em làm con gái giống như mẹ em vậy đó. Tạm thời là câu chuyện về gia đình của Gia Minh bây giờ khá ổn. Dạ. Đúng không? Thì bây giờ mình thử về câu chuyện tình yêu. Câu chuyện tình yêu đi cưng. Em có tình yêu đầu tiên vào khi nào? Em thích cái bạn nữ đó là từ năm em học lớp 4. Bạn đó là bạn lớp trưởng của lớp em luôn. Mà bạn đó có biết là em thích con đó không? Dạ bạn đó chắc biết. Bạn đó cũng hơi né né em. Tại lúc đó là ở chỗ của em cũng chưa có gặp về những cái mà less hay như thế nào đó. Nhưng mà em thể hiện như thế nào đến mức người ta phát hiện ra vậy Minh? Em quá trời tốt luôn. Dạ không. Em thể hiện nhiều quá đúng không? Em dạ. Quan tâm quá nhiều đúng không? Dạ đúng rồi. Tới nỗi mà em muốn bưng cái nồi cơm điện đem vô trong lớp cho nó ăn luôn á. Thì chị biết không, em thấy một cái điểm rất chung của các bạn Trans Guy nè. Các bạn rất ga lăng nè. Ga lăng lắm luôn. Cực kỳ quan tâm luôn. Nên đâm ra là thích ai người ta biết hết. Dạ đúng. Không thể nào giấu được. Thích bạn đó tới năm lớp 9. Là bắt đầu bạn đó kiểu như là nói thẳng với em là thôi tao không thích mày đâu nha, tao thích con trai. Đó là em cũng buồn lắm. Nói chung là em rất là buồn. Cái bắt đầu em trở thành bad boy. Bad boy dưới Cần Thơ luôn. Em cũng thay đổi. Lúc đó mình con nít á, em nghĩ trong đầu là mình phải làm sao đẹp thì là đẹp để cho nó mê mình lại. Mà nó mê lại thiệt. Là thành công. Dạ. Em thay đổi như thế nào để trở thành một bad boy? Lúc đó em cắt tóc hơi sát hơn xíu, ăn mặc thì em bắt đầu chỉnh chu hơn xíu. Và lúc trước em hơi bần á, em hơi kiểu chưa có được đẹp trai. Cái lúc đó thì em bắt đầu quen những cái chị lớp trên. Mà trong trường là không ai cua được luôn, chỉ có anh em cua được thôi. Em cũng hiểu tại sao luôn. Em quen chị đó được 4 tháng thì em mới phát hiện ra là chị đó còn qua lại với người yêu cũ. Cho nên là chia tay. Tới sau này em vẫn quen một người kia cũng đúng ngay thời điểm 4 tháng đó là có chuyện, cho nên là thôi chia tay luôn. Tới cái người thứ ba này, cái người này khá là ghê đó. Cái lúc đó là em không có hề biết gì, tại lúc đó em cũng nghỉ học ở trong trường em rồi á. Em cũng về phụ với gia đình em. Thì lúc đó là bạn em có học chung lớp với bạn đó. Thì bạn đó nói là tao có con nhỏ này hot girl ở trong trường tao á, nó thích mày lắm.
mày nhắn tin với chị nhớ thử đi. Lúc đó em cũng kiểu hơi chơi chơi cho nên là em cũng đồng ý luôn. Nó ok để tao gọi cho nó, chị với nó bình thường. Thay vì là em sẽ nhắn tin cho những cái bạn đó thì em không nhắn tin mà em lại gọi thẳng ngay bạn đó luôn. Thì bạn đó vừa mới ngủ thức dậy thì em gọi thì bạn đó nói là alo ai vậy, thì giọng em còn con gái quá anh. Cho nên là bạn nó hỏi là ủa chị kiếm ai? Thì em nói không, tôi là Minh, bạn của con Thanh. Bạn đó cũng kết bạn Zalo với em. Thì bạn đó khá sống là khá ẩn luôn á, không có chơi Facebook gì hết. Tụi em cũng có nói chuyện với nhau qua lại. Thì cũng nghĩ trong đầu là chắc là quen chơi thôi. Tụi em mặc định trong đầu là quen chơi luôn hoàn toàn. Em nghĩ cái nhỏ này đâu có đẹp tới nỗi mà như bạn mình nói đâu. Em với bạn đó nói chuyện được 3 ngày rồi. Thì em mới mua trà sữa cho bạn đó. Cái lần đầu tiên em gặp bạn đó là kêu kêu cái bùm cái liền giống như là tiếng sét ái tình vậy đó. Dạ đúng rồi. Xinh quá hả? Dạ đúng rồi, xinh kinh khủng luôn. Em mới biết là bạn đó like Pháp. Thì anh biết rồi đó. Chuyện gì tới nó cũng tới. Thì em với bạn đó quen được, nó quen chơi nhưng mà quen được 6 năm nha. Em dạ. Chơi dài quá. Dạ. Thôi tình là sao năm nhất nè. Dạ đúng rồi, 6 năm rồi. Dạ 6 năm. Lúc đó là hình như tụi em quen được 4 năm hay 3 năm gì đó. Thì bạn đó cấm sừng em. Tụi em không public nhiều cho mọi người biết là do là gia đình của bạn đó cấm cản em với bạn đó. Bạn đó cũng bị áp lực bởi gia đình, đâm ra là bạn đó cấm sừng em vậy thôi chứ không phải là bạn đó muốn làm cho em buồn. Nghĩa là vì áp lực gia đình mà bạn đã quen một cái người khác để làm cho gia đình vui à? Dạ đúng rồi. À rồi khi... em có cấm sừng này không? What? Dạ không, em sốc quá nên là em quyết định là làm con gái lại. Và cũng một phần là em làm lại là do em cũng muốn thử coi mình là cái gì. Mọi người có thể thấy là em khá là biến thái, khá là kia. Tại vì ở dưới quê em á, người ta hay bàn tán về em là tại sao mày lúc đó mày làm con trai rồi mày lại làm con gái, mày có bị khùng không kiểu vậy. Nhiều khi em cũng tự hỏi bản thân là mình là cái gì. Thì cái câu hỏi đó lúc nào nó cũng đi song song với em hết. Cái lúc đó em cũng muốn thử để cho ba mẹ em vui vẻ hơn. Nhưng em thử là em đã làm điều gì nè? Là em làm con gái lại luôn. Để tóc, em mặc đồ. Dạ đúng. Em quen thử con trai không? Dạ cũng có nhưng mà em không. Còn cái chuyện kia là em không có luôn á. Mỗi lần em nhìn thấy cái đó là em muốn xỉu. Em nhìn thấy cái đó là em muốn xỉu. Thật sự là em nhìn thấy đó như là một bạn gay mà nhìn thấy một bạn nữ vậy đó. Xỉu 3 ngày. Lúc đó em còn nhỏ xíu à, mười mấy tuổi. Em xin tiền mẹ để mấy xin mẹ để mà nối tóc. Tóc em cũng hơi ngắn ngắn giống vậy. Rồi em nói tóc rồi em làm cho nó mềm mại nhất có thể luôn anh. Nhưng mà không thể nào mềm mại được. Đi ra ngoài đường người ta cứ nghĩ em là người chuyển giới từ nam sang nữ. Thật sự luôn. Em cũng có vài người bạn nam cũng có thích em. Mấy bạn đó cũng có cô em và cái kiểu. Em cũng có nói chuyện nhưng mà em cảm thấy giống như là hai thằng đàn ông nói chuyện với nhau vậy đó. Kiểu hai thằng đàn ông đang chở nhau đi chơi. Em chưa bao giờ hôn con trai luôn á. Nhưng mà có bao giờ nắm tay không? Dạ rồi, nhưng mà thấy kỳ lắm rồi. Nó... dạ đúng rồi, nó giống như là một hai đứa nam. Ok, ok bạn kiểu vậy đó chứ không... Bạn bè chứ không cảm xúc. Dạ đúng rồi. Anh xin lỗi anh dùng cái từ này nhá. Dạ. Chơi BD á. Dạ. Không phải là muốn chơi chơi, muốn bỏ là bỏ đâu. Không phải là muốn chơi chơi, muốn bỏ là bỏ đâu. Cái nghiệp của mình á, tổ quật chết. Thì nó có máu rồi. Dạ. Máu dạ. Ở trong người rồi. Sao mà bỏ được gì? Lúc đó là trong thời gian em cũng hơi lay hoay cỡ 6 tháng. Em cũng bị stress rất là mệt luôn á. Giống như một người nam mà phải ăn bận vợ gái cái kiểu rất là khó chịu luôn. Thì cái lúc đó mẹ em trong thời gian 6 tháng rất là vui, rất là happy, rất là hạnh phúc luôn. Giống như là cuộc sống màu hồng vậy đó. Trời ơi, mừng quá, con mình hết chơi BD rồi kiểu vậy. Con mình trưởng thành rồi. Ai về đâu là đùng một cái em biến mất. Lúc đó em trốn nhà, em đi Đà Lạt với bạn em. Em đi với một thằng nam. Thì lúc đó em cũng bị xấu quá trong cái thời gian mà trước khi em đi Đà Lạt á. Thì em cũng tự nhốt mình trong phòng một tháng á. Em cũng không biết là tại sao mình phải làm vậy. Em muốn nói với mẹ, muốn chạy xuống lầu, muốn nói với mẹ là mẹ ơi, con không có làm được nữa, con cảm thấy mệt rồi. Cái lúc đó em rất là sợ, em không dám nói gì với mẹ luôn. Em không ăn, không uống trong vòng một tháng. Mẹ em rất là lo luôn. Mẹ em hỏi là tại sao không xuống dưới nhà đi, mà tại sao cứ nhốt mình chậm. Thì em mới không có dám đi xuống dưới gặp ba mẹ em. Em chỉ nhờ cái cô người làm ở dưới để mà đem nước lên cho em thôi, thì em ăn không được. Lúc đó em chịu hết nổi, em mới đi Đà Lạt với bạn em. Thì lúc đó em cũng đi cắt tóc rồi, kiểu tóc em cũng hơi dài. Cắt xong rồi em không dám về. Lúc mà đi Đà Lạt về em không dám về. Em cũng trong túi em cũng chỉ đúng có 600 ngàn thôi. Nhưng mà khi đi Đà Lạt thì em sinh sống bằng cái gì mình? Tiền để dành của em. Dạ. Thì em còn có 600 thôi. Em lên Đà Lạt ở trong bao nhiêu lâu? Dạ được một tuần. Là trong... dạ một tuần. Em quyết liệt quá hẳn một tuần. Hết tiền. Dạ đúng rồi. Phải về. Dạ. Tại em rất là sợ đối diện với mẹ em, ở trong chổng hoài cũng không được. Em ở ghế em bị khùng á. Xong rồi em cũng đi lên chợ, xong rồi em về. Thì em không dám về.
em ngồi ở công viên, em ngồi đó đúng 2 ngày. Em chỉ có đi công viên với lại siêu thị để em giải quyết chuyện cá nhân rồi kia cái kiểu thôi. Em gọi cho bạn em nói là bây giờ anh phải làm sao bây giờ. Thời gian đó em cũng có quay lại nói chuyện với bạn đó lại rồi. Em cũng có tha thứ cái kiểu. Thì bạn ngồi kế em, bạn nắm tay em, bạn nói là thôi anh cứ gọi cho mẹ thử đi, không có sao hết á, mẹ thương anh mà, không sao đâu. Em vừa gọi em vừa khóc tới nỗi mà tay em run giống như đang ngồi trường quay vậy đó. Tay em run cầm cập luôn. Lần đầu tiên em nói chuyện với mẹ em rất là sợ, mẹ buồn. Em nói là mẹ ơi, mẹ con nói này, mẹ đừng có buồn, con làm con trai lại nha. Con không thể nào tiếp tục con làm một đứa con gái với mẹ được nữa rồi, tại vì con bị bệnh á, 6 tháng con bị bệnh á. Thì mẹ em cũng có biết là em bị ức chế lưỡng cực, cái bệnh tâm lý. Con không thể nào gồng mình con tiếp tục con làm một đứa con gái được nữa. Càng gồng con càng cảm thấy khó chịu, con không phải cả con nữa, con đánh mất bản thân con luôn. Thì lúc đó mẹ em đánh thình không nói gì hết, chỉ nói là thôi về đi, mà mấy bữa nay con ở đâu mà sao con không về. Bây giờ con ra công viên. Thì mẹ tưởng là em chỉ ngồi công viên chơi thôi, mẹ không có biết được là em ở công viên 2 ngày mà không ăn không uống. Trong cái thời gian mà Gia Minh bị rối loạn ức chế lưỡng cực á, thì nó có tạo cho tâm lý của em nhiều cái gì tiêu cực và nó dẫn đến hành động nào dại dột không? Dạ có. Đó là lý do tại sao mà em muốn đi ra khỏi cái nhà đó để em đi một tuần á, chứ không phải là em đi du lịch đâu. Cái đó giống như là đang trị liệu tâm lý vậy. Đi phượt trị liệu tâm lý. Đi phượt, dạ. Rồi khi mà em quay trở về và mẹ em thì coi như là tạm chấp nhận cho em làm con trai lại. Dạ đúng. Còn rồi. Bố em thì sao? Ba em thì hiền lắm. Đôi khi thì cũng muốn nói là đừng có làm con trai nữa coi, nhìn kỳ quá, rồi nhìn làm gái, nhìn ba thích hơn hay gì đó. Ba em cũng không dám nói luôn. Ba em thì chỉ lâu lâu chỉ nhìn em rồi nói là trời ổn quá, con mà làm con gái là nhìn con đẹp lắm. Em cũng kiểu cười cười, em nói thôi con lỡ BD rồi biết sao giờ. Có một lần em bị phốt, em nổi tiếng ở trên TikTok á. Em không biết là cái thế lực nào mà cái bạn đó có thể bóc phốt em được. Là bạn đó em chắc chắn là bạn đó ở Cần Thơ luôn. Bạn đó chỉ có ở Cần Thơ thì người Cần Thơ mới biết em là trend thôi. Bạn đó bóc phốt em ở trên một cái group. Fan của em bắt đầu tag em qua thì em mới đọc. Thì bạn đó nói là cái người này lại làm con gái mà làm trend rồi mà tại sao lại muốn giấu. Em mới khó chịu tại vì lo cái chuyện cũ, lo cái quá khứ của em kia. Dạ. Lo cái quá khứ là em làm con gái luôn, mà trong khi đó bạn đó không hề biết là em đã trải qua cái chuyện gì, cái chuyện gì xấu xí của em, biết là lo ra hết luôn. Em không hiểu tại sao mà biết được nhiều tới như vậy. Em im lặng thì em chỉ có livestream nói một lần duy nhất thôi với lại tất cả các bạn fan của em là mình không giấu giếm gì hết, mình cũng không thừa nhận gì hết, mình không có muốn đính chính hay như thế nào luôn. Thì một lúc nào đó mình sẽ công khai cho các bạn biết, chứ mình cũng không có ý định là giấu. Em hơi bị ám ảnh cái chuyện là công khai những cái riêng tư của mình đó. Đối với cá nhân anh á, cái việc mình giữ cái cuộc sống riêng cho mình nó không phải là giấu. Yeah. Nó chỉ là mình không muốn kể thôi. Không muốn chia sẻ thôi. Còn có những người muốn chia sẻ thì họ rất thoải mái. Yeah. Còn những người mà không muốn chia sẻ thì họ giữ cho riêng họ thôi, chứ họ có làm gì sai trái gì đâu mà gọi là giấu. Ngoài những kỷ niệm mà sừng này sừng kia thì có kỷ niệm nào vui không? Em đang làm ở trên Sài Gòn. Thì bạn đó nói là em không có nói chuyện với anh 2 ngày nha. Ủa gì vậy? Xong cái bạn đó mới im ghê im lặng luôn. Tới chiều tự nhiên em đang đi làm thì bạn đó đi lên Sài Gòn gặp em. Kiểu em rất là bất ngờ luôn. Tại vì bạn đó khá là kính tiếng và khá là lạnh lùng á. Không có phô trương những cái tình cảm bạn đó ra cho em biết. Bạn đó chỉ cần làm vậy thôi là bắt đầu em vui. Vì sao bọn em chia tay? Cái lúc đó là em đang chơi TikTok thì em cũng chưa có nổi lắm. Thì em với bạn em bắt đầu có cái gì đó chán nhau, ngăn cách giữa em với bạn đó. Là tự dưng cảm giác không còn mặn mà như hồi xưa nữa. Dạ đúng rồi. Em cảm giác là quen nhau 6 năm rồi mà bạn đó vẫn chưa cho em cái cảm giác gọi là an toàn, chưa cho em cảm giác gọi là tin tưởng tuyệt đối. Dạ. Em cũng chưa cảm nhận được bạn đó thương em cỡ nào luôn á. Em chưa cảm nhận được luôn. Đó giờ 6 năm là em chưa bao giờ nói tiếng chia tay với bạn đó luôn. Mà tự nhiên lúc đó em muốn chia tay với bạn đó. Cái lúc đó em cũng buồn quá, cái em mới bấm TikTok lên em chơi. Chơi làm sao không biết mà hên cái nổi luôn. Em cũng may mắn em nổi thì em bắt đầu nhiều mối ngon hơn, nó bắt đầu nó xuất hiện. Thì lúc đó là em bắt đầu lãng quên bạn đó bắt đầu chờ đợi em trong một tháng rồi nó ủa trời sao mà lâu quá nó không có nhắn tin nói chuyện lại với mình. Tại bình thường chia tay á là em sẽ chủ động kiếm bạn đó, nhưng mà lần này là trong vòng 2 tháng là em không nhắn tin, không gặp mặt bạn đó như thế nào luôn. Tại vì có món ngon phải không? Thì bạn đó cũng kiểu gọi điện thoại cho em, cũng nói là ra cà phê rồi cái kiểu. Em thì cũng đi, nhưng mà em tỏ vẻ là em không có còn quan tâm tới bạn đó nhiều nữa. Bạn em bắt đầu lụy lên em.
bắt đầu chạy theo em. Tại bình thường 6 năm là em toàn chạy theo bạn đó thôi. Có không giữ mất đừng tìm. Có không giữ mất đừng tìm. Dạ đúng rồi. Em lúc đó thì em cũng có đang thích một người khác ở ngoài Hà Nam á, cực kỳ thích nhiều lắm luôn. Xinh nữa đúng không? Dạ đúng. Bạn đó cũng là hot TikTok luôn. Em cũng có nói chuyện với nó nhưng mà em giấu cái bạn 6 năm. Đùng một cái bạn đó biết là em ra ngoài Hà Nam em gặp bạn đó. Đùng mà sao mà nó biết được cơ? Dạ bạn đó em không biết cái thế lực nào á làm cho bạn đó, cái magic nào làm cho em bạn đó biết chị được nè. Phụ nữ cái giác quan của họ khủng khiếp lắm, không thể nào giấu được cái gì đâu. Mẹ em ở nhà em biết, bố em không giấu được gì đâu. Lúc đó thì tụi em bắt đầu ngưng luôn, chia tay thật sự luôn đó. Thì bạn đó bắt đầu tìm được một cái bạn nam khác. Bạn nam đó thì ở bên nước ngoài cho nên là nói chung là nếu mà ở đây thì chắc lại mất bạn đó luôn rồi. Thì trong một thời gian mà tụi em xa nhau thì em cũng có nói chuyện với người này người kia. Trong vòng 3 tháng thì tụi em bắt đầu cảm thấy là mình chưa thấy quên được nhau á. Em hiện giờ thì em vẫn đang crush bạn đó lại. Kiểu em chủ động em nhắn tin cho bạn đó nhưng mà chưa đâu tới đâu hết. Nhà bạn ấy có đáp lại chưa? Dạ chưa. Đáp được. Bạn đó kiểu cũng hơi sợ gia đình cho nên là đâm ra là bạn đó cũng hơi e ngại bởi em. Bạn ấy e ngại em đó. E ngại em đi ra Hà Nam thăm gái đó. Chị có muốn hỏi gì Giang Minh không? Lần đầu mà em cái chuyện đó là với ai? Dạ nhiều quá em không nhớ. Nhiều quá em không nhớ. Nhưng mà lần đầu tiên á. Nhiều thì nhiều mà lần đầu tiên là mình phải nhớ chứ. Đúng, đúng. Mấy lần sau thì mình không nhớ ai. Ai thứ nhì tôi bản thân mình lần đầu tiên là mình ấn tượng mình phải nhớ chứ cưng. Lần đầu tiên em thật sự em không nhớ luôn. Nhiều đến mức đấy. Dạ. Em thua anh 10 tuổi mà em có thể tiến bộ đến mức đấy hả mấy? Em nói với anh Tuân với lại chị Chi á, em nói là ba người thật sự là 49 rồi là 49 người mà kể ba người thôi. Ba người là quan thật. Còn bốn mươi mấy người 49 người kia là tìm hiểu. Dạ đúng rồi. Em là trap boy. Em là trap boy. Bạn gái em cũng hay nói em vậy. À không, crush em cũng hay nói em vậy. Không nhớ luôn. Thì hỏi cái gì bây giờ? Nhưng mà nụ hôn đầu tiên em nhớ không? Trời ơi. Có thể là... Không có thể mà chính xác chứ cưng. Chắc là năm nay học lớp 9 đó chị. Em chắc chắn không? Dạ em make sure luôn. Lớp 9. Ở đâu nè? Với ai nè? Chắc là ở nhà em. Cảm xúc thế nào cưng khi mà hôn lần đầu tiên? Dạ nó lạ chị, nó hơi... như điện giật, nó tăng. Hưng phấn không? Dạ đúng rồi, nó rất là thích. Trong cái hoàn cảnh nào mà liều lĩnh vậy em? Bạn em nó lại chơi, nguyên một đám luôn. Chứ không phải một nên bạn đó nữa. Thì bạn em cũng hơi sợ á, cho nên là sợ gia đình em thôi. Thì lúc đó thì ba mẹ em thì đang lay hoay trong bếp á, đang ăn cơm. Thì em mới dắt xe ra cho bạn này hiểu đó, em bắt đầu hôn bạn đó. Phản ứng của bạn đó như thế nào? Kiểu surprise, kiểu bất ngờ. Dạ. Rồi em với bạn đấy sau nụ hôn đấy có tiến triển gì không Minh? Bạn đó là một trong số 49 người của em. Nên là em cũng không có tiến triển gì với bạn đó lắm. 7749 hả? Như là luyện linh đơn. Dạ đúng rồi, sắp tẩu quả rồi. Em quen nhiều quá như vậy á, em có cảm giác là mình cảm thấy là tình cảm dễ quá xong mình bị không quan trọng nó nữa không? Dạ không, chưa bao giờ. Em chưa bao giờ cấm sừng ai. Em chỉ có là chia tay bạn này xong rồi quen bạn đó liền thôi. Là cái đó là cái xấu hổ là em muốn giấu. Cuộc sống hiện tại của Gia Minh tất cả mọi thứ ổn không em? Dạ, em muốn phát triển điều gì? Dạ em muốn phát triển là sau này em trở thành một KOL nổi hơn một chút. Dạ chứng minh cho ba mẹ em thấy là con mình nó cũng giỏi về cái lĩnh vực này nè. Tại vì ba mẹ em cứ loay hoay là sau này em sẽ làm cái gì, sau này em sẽ giỏi cái gì. Tại vì ba mẹ em chưa thấy được là em giỏi về cái gì hết. Chỉ có anh hai em thì thấy được, thì anh hai em có khuyên em là nên tập trung vô làm KOL, làm TikToker. Em làm KOL về mảng nào á? Dạ em về mảng thời trang. Dạ em thường hay nhận mấy cái local brand đồ để chụp á ở trên Instagram. Mong muốn dự định tương lai của cưng như thế nào? Em muốn tương lai của em là phát triển cái ngành KOL của em. Em hiện tại cũng đang làm bếp á cho nên là em cũng muốn phát triển nghề bếp luôn. Em làm về bếp món gì hả mình? Dạ món Âu với lại món Nhật. Oh wow, cool. Trong chương trình thì chúc em nhiều niềm vui và hạnh phúc nha. Chúc em gặp được nhiều may mắn nha. Em sẽ tiên phong là người đi photo. Photo tài liệu. Photo tài liệu rồi em bán lại cho mấy bạn. Em lấy tiền đó. Dạ. Yeah. Tài liệu học hay là tài liệu quay? Tài liệu học là anh. Chết cha. Xin lỗi em cắt đoạn này. Tại vì tới việc thi là anh chỉ nghĩ tới tài liệu quay rồi, xin lỗi em. Yeah. Rồi khi nào gia đình em phát hiện ra cái việc tiêm hormone của Là lúc đó là em
em quen cái bạn 4 năm á, cái em mới lúc đó là khơm ao xong rồi, là nó bị tác động quá nhiều, đến nỗi mà em bị đánh đập luôn. Em chịu không nổi mới bỏ em đi. Em đi lúc đó là em đi bên đi về hướng Vĩnh Thuận, Kiên Giang á, để đi lại cái chỗ mà bạn đó đang làm á. Là lúc đó bạn đó chưa có về sống với em, là em chủ động lại bạn đó. Lại chủ động bạn đó là bắt đầu mình ở với nhau cũng mấy tháng, cũng một tháng đó. Mà đi mà cũng mắc cười lắm. Mà đi mà còn viết thơ để lại ở nhà. Rồi xong rồi đi là lúc em nhớ là đi là khoảng 4 giờ sáng. Tại vì không dám ngủ, tại sao ngủ mà quên mà không đi không được. Xong cái đi mà viết thơ xong, rồi bắt đầu đi mà sợ ăn trộm vô nhà. Đi mà sợ ăn trộm một hồi nó vô nhà rồi nó vác hết đồ ra ngoài, rồi nếu mà rồi đi cứ dòm lại hoài, sợ ở nhà đuổi theo nữa. Cứ đi tành, tại vì xe ba em á với mẹ em hút hết xăng ra ngoài. Cái em mới lấy cái bình xịt nước á, em hút trở lại. Rồi đó, rồi cái tính là bóp cửa ở phía ngoài luôn, cái nó chết cha, giờ bóp cửa xong mà bị cháy nhà rồi làm sao. Cái thôi cứ mở cửa rồi cái khóa cái phòng mẹ lại bằng cái cọng dây điện á, vô cái ghế rồi có gì chạy ra. Ví dụ bà có gượt đi mình là bà gượt không có kịp. Rồi cái đi ra, đi tới ngoài lộ lớn, tại vì nhà em ở cũng nông thôn, lộ nhỏ thôi, đi ra ngoài lộ lớn, đồ đổ xăng mới chạy với bạn kia, gửi bạn kia một thời gian. Xong rồi cái ở nhà kêu về quá trời, lúc đó bà nội em còn sống. Bà nội mới về kêu nội là tính về quê, quê nội là học 12, tại vì còn có năm nữa. Cái lúc đó ở nội, nuôi nội này kia, rồi xong mà tới cái cử tim á, tiêm xong cái bữa đó em cũng gói lại đàng hoàng, mà cái em bỏ vô một cái xó đó đó mà em quên, em bỏ đi, quên dục vô thùng rác. Cái em mới bữa đó sinh nhật của em mới về ở nhà đây nè, về nhà cái ở trên nội điện xuống điện về nhà em nói là nó tiêm ở trên đây các kiểu gì đó, là mới phát hiện. Như là mọi người nhìn vào đấy là mọi người biết em tiêm tại vì kiểu em cũng không biết nữa, chỉ biết là có đó có cái ống chích với một cái lọ thuốc mà không biết lọ thuốc gì, chắc đem ra ngoài tiệm thuốc tây hỏi chứ cũng không biết gì. Rồi còn về em, lúc đó em vừa tiêm vừa uống không á, là lúc đầu á là em chỉ có tiêm thôi, cái em nghe mấy bạn kia nói vừa tiêm vừa uống đi nó mau đẹp, mà gặp cái đó mình nôn nữa. Ngày nào cứ trông mong là đẹp, với là chụp hình mỗi ngày coi như nó khác như thế nào. Cái em vừa uống vừa tiêm, nhưng mà em không có sợ giống như là anh chị phản đối nữa, em phe luôn. Em nói trời bữa nay em tiêm hòn vô giống như gái đẹp này kia, mà mấy chị cũng cứ cố gắng đi, giống như mong muốn được như gì cố gắng đi mà muốn. Tại vì cái vùng quê của bạn á, gọi là không có trình độ cao dễ hiểu như carbon là hay là tác hại của nó hay gì hết. Còn ở em á là kiểu như cũng có học về y cho nên là sợ tác dụng phụ. Còn bên nhà của em thì cứ nghĩ là muốn làm con gái thì cứ tiêm hormone đi. Đúng không, không biết gì. Kiểu giống như tin về thuốc tiên. Nhưng mà em tiêm cái đó là lúc đầu đó là tác dụng phụ là em giống như quên á. Giống như là ai ở gần em là em phải giống như là phải nhớ tiếp em á, em nhớ không nổi. Giống như là dặn mua món đồ đó, chị bà chị phải nhớ tiếp em nghe, em không nhớ, thật sự là không nhớ luôn. Giống như hậu Covid chứ, không nhớ gì hết. Cái cơ địa giống như là nó yếu. Dặn à, quên luôn á. Dặn 10 công chuyện chỉ nhớ công chuyện cuối cùng, chính công chuyện sau không nhớ gì hết trơn. Rồi sau khi mà bọn em ở cùng với nhau rồi thì bọn mình có biết tật xấu gì của nhau? Trời nhiều lắm anh. Ok. Trời ơi, bả xả bơm nhiều lắm. Bả canh em ở đó, cái bả lại kế bên, bả làm một cái đùng, cái em chọn nguyên ổ. Hoặc là bả ngồi trên gió, cái em hưởng hết luôn. Sao vậy? Đam mê hả? Không có, tại vì ổng cũng vậy luôn á. Ổng chơi như vậy không à. Hoặc là lâu lâu cái bông tai, cái nó cái tai mình đeo bông riết nó bị thối chỗ này nè, cái lấy ra cho em hửi. Tại anh Tân nghĩ đi, tại thường thường cái đôi bông người ta đeo á là người ta phải ưa rửa, thì đương nhiên là anh phải tháo ra tháo vô, nhưng phải lợn cái đích. Cái em nói trời ơi đeo gì đâu mà hao bông tai quá rồi, với lợn sao bị lỏng hoài vậy. Cái em nói vậy thôi đi, em khỏi rửa. Tại vì bả xài đồ kiểu em nói khỏi rửa đi thì em cho anh hửi nè, anh biết liền, tới giờ là không nói nữa luôn á. Kiểu xài đồ hao lắm. Ví dụ cái quạt đó em xài ví dụ 10 năm đi,
vô tay bả 3 ngày, một cái cánh quạt 2-3-4 lần một cánh quạt, đi như là xe tăng vậy đó. Trời ơi, em đi gì mà là em suốt một cái quạt à? Dạ, đúng rồi. Có nghĩa là một cái đường cũng hơi nhỏ, cũng vừa một người, là em đi, ba đi và cái có thêm một anh trong nhà nữa, anh Tư đi, không ai bị gì. Cái tới bả đi là cái đùng 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 một cái quạt mà 2-3-4 cánh, giờ em nghĩ thai luôn. Là do em không thích cái quạt đấy nữa. Đi đi kiểu như tâm hơi tâm hết á. Em vẫn thấy là cái món đồ đó dưới chân mà hồi em cũng suốt à, bây giờ cũng vậy luôn. Có bao giờ em suốt vào cạnh tường cạnh tủ gì không? À, có, chảy máu hoài luôn đó. Bị chảy hoài luôn á. Ông bảo nói trời sao em đi em suốt hoài vậy, cái em cũng không biết nữa. Đi đá bung bung luôn á. Bởi vì em đâu có dán móng đâu. Đôi lúc mấy bạn nói trời ơi cưng dán bộ móng đi cho đẹp đám cưới, thì dán chút xíu đi suốt dần quá tiêu. Ôi em không dán nữa. Rồi còn tật xấu gì không ạ? Là hậu đậu nè. Dạ. Hay xì hơi nè. Lúc trước em không có biết nấu ăn luôn á. Không biết nấu ăn? Dạ. Quen em tới giờ biết nấu ăn. Thậm chí là lúc em mới vừa lên luôn là em phải nấu ăn cho bà nữa. Em không biết nấu ăn. Rồi tự nhiên một thời gian sau bà vừa hay sao nó ăn ngon quá trời. Ổng lên ổng nấu cho em không à. Giờ em nói trời ơi biết nào nấu ăn được. Cái ông nói thì bây giờ bữa nay thì mình đi món ngon, ngày mai mình đi ngon. Thì bây giờ cái món này em vẫn làm được luôn. Bây giờ khen à. Dạ khen. Với thêm ưa chả treo, kiểu như một cái việc đó là bả sai luôn đó, bả sai luôn, bả cứ cãi bướng lại với mình luôn. Nếu mà bả cãi không lại thì nó kệ tôi rồi, hết, kết thúc chương trình. Không bao giờ biết sai đâu. Con không bao giờ biết mình sai. Không nhận sai. Biết sai á mà không có nhận. Đúng rồi, không nhận, nhưng mà ngày mơ lại làm tiếp vì nó sai tiếp. Có nghĩa là nói là ví dụ là em nói là em rửa tay xong em nhớ lau, sao mẹ cấm điện, tại vì điện nó rất là nguy hiểm. Có sao đâu, tôi làm vậy hoài à. Có gì đâu, cái bắt đầu cãi lại, không lại mình, cái nó kệ tôi đi, tôi chết kệ tôi. Cái lúc đầu ngày mơ, cái lại ướt ướt phụ phụ vô. Thậm chí mà nếu nó không giật đó là giật hết cả nhà chết chùm. Cho anh thấy đi, hôm bữa ống câu điện kìa. Tại thường thường người ta là cái mối dây điện là người ta đứt. Thì đương nhiên là anh câu là phải cộng dài cộng ngắn, anh câu để hai cái mối nó chạm với nhau. Cái vô tình bữa đó em đạp xuống cái chùi đi, nhưng mà nó không có giật em. Cũng là em đạp. Dạ đúng rồi. Đồ trong nhà phá nhưng lắm. Nhưng mà tới ổng là ổng nói thôi để đi là anh câu ra cho. Cái anh lấy hai cái máu kia nhập lại, giờ anh chỉ quấn băng keo thôi. Em không biết em kiếm nổ cái bóp tay em để ở đen luôn luôn. Là do em câu sai mối. Câu sai mối á. Là giống như hai máu này chụp với máu kia không có sang kẽ cái băng keo á. Rồi tại em có bị gì? Nó bị đen thôi, với lông mi nó dớt rồi. Em nói trời ơi cái gì vậy, là nổ một cái bốc luôn á, đang làm cho tách người ta hết hồn luôn á. Em nói trời ơi lông mi vớt là không còn gì luôn á, nó nổ thiệt luôn á, giống như tôm mà cherry. Dạ đúng rồi, nó nổ mạnh lắm luôn. Trời ơi chuyện giật điện mà em kể như hoạt hình thật á. Dạ tại vì mỗi ngày là điện em câu mà, tại vì bữa đó người ta nói nè thôi đi để anh biết anh làm cho. Em nói thì ok, ga lăng thì cho bạn ga lăng luôn. Cứ câu em tưởng đó là bình thường thôi, em ghi một cái nổ một cái bốc luôn á. Hên không có sao, chỉ là nó đen cái tay em thôi. Rồi còn gì nữa không bạn? Có nhiêu đó thôi anh. Tật xấu thì có nhiêu đó thôi, hay cãi. Nhưng mà đừng có để câu điện nữa nha. Nhưng mà em câu thì được. Bây giờ là mướn thợ về câu thôi, bây giờ mướn thợ về câu. Rồi còn tật xấu của bạn? Tật xấu của ông cũng vậy đó, giống hệt em luôn. À, cứ cũng xả bơm vậy đó, mà chơi kỳ lắm, mà chơi không có nghe, chơi im điềm ha. Chơi nghe sao mà hại được người ta. Dạ. Nhưng mà em chơi em hại người ta, nhưng mà em sợ người ta bị hại cho nên em nghe người ta chạy được. Con này là ổng chơi ổng chạy luôn, tự nhiên cái đang ngồi giọng đun đưa đun mưa một cái tủn một cái, trời ơi chạy không biết đường luôn, chạy luôn. Tại vì có người ta lúc có khách đó, thì ổng cứ bình thường vậy thôi, mà khách về là đầu là buông lụa đó. Chứ có khách mà làm sao được em. Dạ. Tội nghiệp khách. Trời ơi, có khách quen cũng vẫn làm luôn. Có khách quen, đôi khi có khách quen đang làm móng thì bà khách cũng cái mịn cái luôn. Dạ đúng rồi đó. Là khách cũng vậy. Cũng dạ, khách cũng vậy luôn. Tại vì quen á. Tại vì quen á. Hai đứa giỡn lắm, hai đứa giỡn như điên vậy. Còn gì nữa không em? Còn thật sự không? Chơi giống như gọi đầu đi, người ta gọi đầu cho em thì thường thường thì em gọi đầu chóng cái chỗ. Giờ anh gọi phê quá, đã hứa. Còn tao không gọi em muốn lột luôn cái da đầu luôn.
Tại em biết cách gọi. Cái bà bên đó, chỗ đó là ngứa đó. Mạnh lên thì mình có bao nhiêu công lực mình dò mình quào cái mất cảm giác luôn. Ông gọi em gọi cho ông nói đã ngứa thì mình gào thì giống như nó có cái nhịp điệu mình gào ta chứ tại sao. Còn bố em cái một là em mất cảm giác luôn. Em không biết gì luôn. Tê quá là không biết gì luôn. Với cái tặc là mình mới nấu mi, mình em tự nấu mi cho em luôn. Thôi giờ ông nấu mi cho tôi, ông gọi đầu cho tôi đi, tôi mới nấu mi. Thôi làm biến khờm quá. Không biết lý do gọi cái đầu mà ướt luôn, chùm luôn mi luôn. 10 lần ướt mi là em cũng không hiểu tại sao đó, em gọi cho người ta thì không có ướt. Mà tới vợ em cái bắt đầu là ướt luôn mi. Lỡ tới em là nước vô lỗ tay với là ướt mắt á. Mà trong khi đó thì keo nấu mi thì nó vô mắt nó phải cay rồi. Anh sao chào cho anh xin lỗi nha, để anh đi kiếm anh chùi cho với cuộc thêm cái nữa. Đó anh thấy chịu nổi không? Thế thôi, chỉ thế thôi, không dạ. 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 Ừ. Rồi thế thì hai bạn muốn đối phương thay đổi điều gì? Kiểu như nếu mà giỡn thì giỡn bình thường. Nhưng mà nghiêm túc em muốn có một cái gọi là nghiêm túc, dù mình sai thì mình chỉnh đốn, mình chịu mình nhận sai. Chứ mình không có qua lo như vậy. Mình qua lo lại cái mơ mình lại tiếp tục sai như vậy. Nếu mà trong nhà thì không nói, dù mà lỡ mà đi lại nhà người ta sai kiểu đó thì người ta cười, người ta đánh giá nhỏ này nó không ra hồn gì vậy chứ. Kiểu như không có uy tín gì các kiểu gì đó. Thì mình không có thích vợ người ta nói vợ mình như vậy. Em hả? Giống như ổng cử với em đúng không? Thì người ta cử thì người ta nói qua nói lại người ta ngưng. Nhưng mà ổng cứ nhái. Mà anh nghĩ gì nhái mà nhái cho kiến cho thấy đi. Có ai đang nóng mà nhái mà hết giận không? Cái bữa đó ổng nhái em, cái em lấy cái lược em chọi ổng. Em chọi ổng cái lược màu xanh, ổng lấy cái lược đó ổng chụp làm nền luôn. Ổng nói ta chụp để cho mày nhớ mà không chọi nữa. Cỡ đó thì mình giận đó, thì chỉ nói mình em thì em nhây lắm, em giận nhây nhái, lắm. Nhái cho em hết giận. Kiểu như là bà nóng tính. Nói chuyện thì cũng như mình gây gỗ nhau, mình nói chuyện tại vì ở nhà cũng có ba và anh nữa, nếu mà ba với anh nghe buồn. Hai đứa nếu mà nói như vậy thì ba buồn nữa. Thì mình gây kiểu như nhỏ tiếng là anh em không thích anh vậy, là em anh cũng thích em như vậy này kia, thì mình nói nhỏ, mình góp ý nhau thôi. Đằng này bà la làng lên, hai bên vách nhà đều nghe, rồi mình thấy nếu mà cãi như vậy để được là cái gì, la làng vậy được cái gì, người ta cười nữa. Mình nói nhỏ rồi cái bà không nhỏ nhỏ mà bà thù dai, cứ bà cứ nghiêm cái em nhái lại cái em chọc cho cười mà nó không cười, cái nó lấy cái lược nó chọi em lấy đó em chụp màn hình làm hình nền chung luôn cho mày thấy hoài luôn, rồi lưu để tên lại mỗi ngày là em để bé cưng, bữa nay em nó để là cây lược xanh luôn, tới giờ vẫn còn để. Rồi cái định hướng tương lai cho cuộc sống của mình hai bạn có suy nghĩ gì? Dạ có anh, em muốn là kiểu như mình có cái tiệm hẳn hoi, có một cái tiệm hẳn hoi cũng là gọi là lớn, tại vì bây giờ hai đứa làm cũng qua lo xài xòa lắm, tại vì hai đứa tự dựng mà. Các cái tiệm mới này lên khoảng chừng năm mấy rồi, vốn cũng chưa có nhiều, cũng như là đồ nghề thì hai đứa thì cũng ok, nhưng mà cái tiệm thì nó hơi xòe xòe lắm. Thì nhiều khi mà người ta muốn bước vào cái tiệm mình làm á, cái mình cũng hơi buồn, tại vì cái đợt đó có anh chị đó, chị lại mình phun chân mài cho chị thì chị rất là ưng bụng, thì chị mới giới thiệu một người nữa lại phun. Cái mình hỏi chị đó, cái chị mà được giới thiệu, cái chị đó là ngày mai chị lên. Cái mình đợi hoài mình không thấy chị, cái mình mới hỏi cái chị mà mình mới phun rồi đó, mình nói ủa chị A chị B gì đó, sao mà bà nói là ngày mai bà lại mà em tới giờ em không thấy. Cái bà mới nói là bà xuống sắc mặt liền, cái bà nói chị nói nè em đừng buồn, hai đứa đừng buồn, tại vì bà đó là bà là dân có tiền. Bây giờ mà bà nói với chị á, tao làm thì được, nhưng mà tao bước vô cái tiệm tụi nó làm, nó nhỏ quá. Cái người ta đánh giá tao. Nhưng người ta không tin tưởng. Là nhìn cái tiệm của mình á, nhìn nó không có vẻ uy tín lắm, nếu mà nói thẳng là vậy. Dạ, tại vì nhìn nó cái nhỏ. Tiệm của mình nó hơi nhỏ. Dạ. Người nó ta tin vào mấy cái tiệm mà nhìn nó bề thế. Đúng rồi. Nhưng mà xong cái làm bề thế ở đâu không biết, hư tùm lum lại là mình sửa. Cái tiệm em chuyên sửa mấy vụ đó không đó. Cái tiệm em là tiệm sửa chứ không phải tiệm làm, chuyên gia làm mấy cái vụ đó không mà. Sửa mà cũng hơi buồn, nghe câu đó là bắt đầu mình buồn, mình thấy ủa sao kỳ trời, hai đứa mình đâu có làm gì đâu mà nên tội, hai đứa cũng cố gắng đâu có ăn chơi bời đâu. Làm xong mà cứ tối ngày hai đứa về ôm ngủ không,
thậm chí không đi chơi luôn, vòng vòng bán kính 5-6 cây số trong đó là không biết có cái gì. Tại vì hai đứa cũng có kinh doanh là nuôi thêm mấy con vịt sim nữa, nuôi với sàn, là hai đứa chiều cứ đi vớt ốc cho nó ăn, chiều cứ vớt ốc cho nó ăn, kiểu như hai đứa đồng lòng. Mà em nuôi nhiều hôm bữa nha, nhưng mà giờ chết rồi. Tự nhiên cái năm ngoái mình nuôi được, năm nay cái bệnh á, kiểu như mấy nhà kia nó lay cho bên mình, nó lay theo luồng gió đó, thì nó rụi hết luôn, tiêu hết luôn. Là một con mà bệnh là cả đàn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà hôm bữa em có 10 con mái luôn á. 10 con mái mà quy mô bữa hổm nuôi là cũng 50-60 con. Em vừa bán con mà vừa bán trứng ăn, vừa bán vịt thịt luôn. Mà mất. Dạ, mà nó gội hết luôn. Cái này là bọn em nói về vấn đề tiệm á, thì bọn em phải cũng phải thông cảm khách hàng á, tại vì người ta có nhu cầu làm đẹp. Đúng rồi, đúng rồi. Phải tìm được cái tiệm đẹp trước. Đúng rồi. Theo bản thân em thì ví dụ mà nếu em muốn làm đẹp á, thì em phải coi cái tiệm nó có gọi là đập vô con mắt mình thấy là thẩm mỹ. Tự nhiên cái tiệm mà nó xòe xòe quá, nhìn cũng không tin tưởng. Cho nên là mình nghe mình buồn vậy thôi, chứ mình làm được gì giờ? Thì cũng phải thông cảm cho người ta là tại người ta như vậy thôi. Cố gắng á, mình cố gắng làm có tiền rồi mình chu hơn cái tiền. Dạ đúng rồi. Rồi vậy, anh hy vọng là tất cả mọi cái mong muốn của hai bạn sẽ thành hiện thực hết, sẽ có một cái tiệm tốt hơn, đẹp hơn, có nhiều khách hàng hơn và mong là hai bạn sẽ có nhiều hạnh phúc hơn. Và cảm ơn hai bạn đến với chương trình của mình. Dạ. Đây là một món quà từ Quốc Việt Thu dành cho hai bạn. Dạ. Cảm ơn anh. Rồi cảm ơn nhiều. Cảm ơn nhãn hàng Quốc Việt Food và ứng dụng hẹn hò Speakable đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. À quên. Chương trình còn dành tặng cho hai bạn một món quà nhỏ là gói. Chương trình dành tặng cho hai bạn món quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng Speakable dành cho việc là giữ lửa tình yêu, và chúc hai bạn sẽ ngày càng gắn bó hơn nữa. Dạ. Cảm ơn khán giả đã theo dõi tập Come On ngày hôm nay, cũng như đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình vào lúc 8 giờ sáng thứ hàng tuần trên kênh YouTube của MCV Media và kênh Come On LGBT Việt Nam. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Okay. Cảm ơn mọi người.